Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Quyết định này căn cứ kết quả giải quyết đơn tố giác của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, Nguyễn Văn Trung và Lâm Sơn Hoàng đã tố giác bà Trần Phương Nguyên, trú tại Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là con gái ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Trần Bích Ngọc, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Xin được chuyển sang những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh và chạm ngưỡng 24.000 đồng. Cụ thể, một số điểm thu đổi ngoại tệ công bố giá mua vào là 23.900 đồng một đô la và bán ra là 24.000 đồng một đô la. So với ngày hôm trước, đồng bạc xanh chợ đen tăng 50 đồng ở chiều mua vào và tăng 60 đồng ở chiều bán ra, đưa chênh lệch giữa giá mua và bán nhảy vọt lên 100 đồng trên mỗi đô la. Đồng thời, chênh lệch giữa giá bán đô la Mỹ của thị trường tự do với ngân hàng cũng tăng vọt lên 870 đồng một đô la. Đầu ngày, tỷ giá trung tâm tại ngân hàng nhà nước tiếp tục tăng lên 23.200 đồng một đô la, cộng 15 đồng so với ngày hôm trước. Giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng đã đồng loạt đi lên như Vietcombank, tăng thêm 15 đồng ở cả hai chiều mua và bán lên 22.930 và 23.125 đồng một đô la. Tương tự tại Exxonbank tăng 20 đồng sau một ngày lên giá mua vào là 22.940 đồng một đô la và bán ra là 23.130 đồng một đô la. Thưa quý vị, hiện đã có 70 trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh xin đổi bộ sách giáo khoa lớp 1 cho năm học mới. Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ngày hôm nay. Cụ thể, sau hơn một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường đã tổ chức đánh giá lại quá trình dạy và học, vì thế đã đề xuất có sự điều chỉnh cho năm học tới. Trong 70 trường đề xuất xin đổi bộ sách giáo khoa lớp 1 thì có một phần lớn các trường xin chuyển sang bộ Chân trời sáng tạo, một số ít khác chuyển sang bộ Cánh diều. Theo hướng dẫn của thông tư 25 từ năm học 2021-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố sẽ quyết định chọn sách giáo khoa, sách lớp 1 mà các trường xin điều chỉnh sẽ được Sở tham mưu với Ủy ban nhân dân quyết định điều chỉnh với sách lớp 1. Còn những trường không xin điều chỉnh sẽ giữ nguyên theo thông tư 01 của năm học trước. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3, các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến, đánh giá của giáo viên các trường tiểu học về sách giáo khoa lớp 2 về sở, còn với khối lớp 6 thì hạn chót là ngày 12 tháng 3. Trên cơ sở đó, hội đồng lựa chọn sách thành phố tập trung thảo luận, bỏ phiếu chọn lựa và tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của hội đồng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và phê duyệt. Dự kiến thời điểm công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa vào ngày 31 tháng 3. Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã đưa vào sử dụng hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7. Hệ thống trên khi đưa vào vận hành tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và công chức, cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức, giảm dần việc trực tiếp nộp và nhận kết quả tại bộ phận một cửa. Hệ thống của máy ATM này cung cấp khả năng tiếp nhận và giao trả hồ sơ giấy tự động, liên tục phục vụ 24/7 thông qua trụ tiếp nhận trả hồ sơ. Hệ thống cung cấp 5 thủ tục hành chính gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh, cấp lại giấy phép xây dựng, cung cấp thông tin, quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, cũng có chức năng trả 8 thủ tục hành chính mức độ 3, không thu phí tại máy gồm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục đăng ký nội dung lao động, thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể, cấp giấy phép đào đường, vỉa hè, gia hạn cấp phép đào đường, vỉa hè, giấy cấp phép tạm dừng sử dụng vỉa hè, xác định nhà không thuộc diện nhà nước quản lý, thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở. Sự xuất hiện của máy ATM này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho cả phía người dân và cán bộ xử lý hồ sơ tại địa phương. Sau giờ hành chính tôi về, tôi có thể ghé ngang đây và cứ tấp vào đó rồi sau đó thì mình nộp hồ sơ. Rồi sẽ ra được phiếu nhận, giấy biên nhận thì sau đó mình sẽ được hẹn đến ngày và chỉ tới giờ đó là ra nhận hồ sơ thôi. Bây giờ là có máy tự động rồi thì nếu mà hết giờ thì người dân có thể ra nộp từ máy tự động và ta nhận kết quả từ máy tự động. Rồi cán bộ công chức là sẽ có thời gian rảnh hơn để xử lý. Nếu người dân ủng hộ việc đưa vào sử dụng hệ thống này và cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố, nhờ hệ thống này, họ sẽ chủ động sắp xếp thời gian để đi làm thủ tục hành chính, thậm chí là vào cuối tuần hay giờ nghỉ trưa và buổi tối,
không làm ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn về cách thức máy hoạt động. Nếu mà đông người thì vẫn phải sắp hàng. Bây giờ nộp qua máy thì mình cũng sợ là cái máy nó chạy, nó mất cái hồ sơ của mình. Quá trình vận hành chắc chắn là sẽ có phát sinh những cái vấn đề mà phải xử lý. Hiện nay thì trên đường dây nóng của trên cái hệ thống máy cũng có cập nhật là đường dây nóng để khi mà có vấn đề phát sinh thì người dân có liên hệ trực tiếp để có thể kịp thời xử lý và tránh cái gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục chính tại máy tiếp nhận và trả hồ sơ tự động này. Được biết, giai đoạn 1, hệ thống đưa vào vận hành thử nghiệm với 5 thủ tục hành chính có số lượng khoảng 2.000 hồ sơ trên một năm và trả 8 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có số lượng khoảng 400 hồ sơ trên một năm. Lãnh đạo địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá tính hiệu quả hoạt động của hệ thống và nghiên cứu triển khai đầu tư, nâng cấp giai đoạn 2 theo hướng tăng khoảng 20% trong 176 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, cũng như bổ sung một số chức năng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4 để đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức. Thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cho đến thời điểm này, hội đồng xét xử vẫn đang tóm tắt nội dung vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo và sẽ diễn biến phiên tòa phúc thẩm. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo của VTC. Trở lại với một thông tin trong những ngày gần đây, thưa quý vị và các bạn, số lượng người dân tại một số quận huyện ở thủ đô Hà Nội đi làm căn cước công dân gắn chip đã có sự tăng mạnh. Để phục vụ nhu cầu của người dân, lực lượng công an đã phải tăng ca làm việc hết công suất, nhiều điểm phục vụ nhân dân đến 2 giờ sáng. Đây là lịch làm thẻ căn cước cho công dân tại công an quận Đống Đa. Thay vì giờ hành chính như trước đây, lực lượng chức năng đã kéo dài thời gian tới 23:30. Không chỉ có học sinh 14 tuổi, mà nhiều người lớn cũng lựa chọn khung giờ buổi tối để làm thẻ căn cước gắn chip theo quy định mới của Bộ Công an. Cái giờ buổi tối thì bao giờ cũng rất là tiện hơn, bởi vì sau một ngày làm việc ý, thì buổi tối là thời gian rảnh rỗi nhất, thì mọi người cũng có thời gian để mọi người làm, mà cũng có, nói chung là cũng rất là giải quyết được rất nhiều vấn đề cho người dân. Nghĩa là làm buổi tối rất nhiều là vì buổi tối có nhiều thời gian với cả là không bận nhiều việc. Làm buổi tối tiện hơn buổi sáng. Khoảng 5 ngày trở lại đây, người dân trên địa bàn đi làm căn cước đông hơn. Do vậy, Công an quận Đống Đa phải thiết lập thêm một điểm tiếp dân ngoài trụ sở chính của đội. Đồng thời, đơn vị này phải tăng ca, tăng cường lực lượng để đảm bảo hoàn thành mục tiêu hết công dân mới nghỉ, dù có xuyên đêm đến 2 giờ sáng. Chúng tôi, cán bộ chiến sĩ, phục vụ nhân dân đến 1 giờ và sáng hôm sau. Bởi lẽ lượng công dân đến đông vì vừa rồi là đã sau cái giãn cách xã hội. Công an quận Đống Đa cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch từ phường cho tới các tổ dân phố, gõ từng nhà, ra từng người để thông báo, gửi giấy hẹn, phân luồng người dân đến làm thủ tục cấp căn cước mới. Đồng thời, các bước làm thủ tục đều được ứng dụng công nghệ thông tin, vừa nhanh chóng, đồng thời đồng bộ hóa được dữ liệu dân cư. Cái công nghệ mà mới thì là sẽ lăn tay, sẽ lâu hơn với lại cái công nghệ cũ. Vì trước đây chúng tôi là áp dụng theo luật căn cước công dân, thì sẽ lăn tay theo phẳng. Thế hiện nay chúng tôi sẽ lăn theo quy trình tròn, tức là phải qua 13 bước lăn tay cho một bộ vân tay của một công dân. Để người dân có thể yên tâm làm thủ tục này vào buổi tối, Công an quận Đống Đa đã huy động các lực lượng như đội tự quản, đội an ninh trật tự, đảm bảo việc phân luồng và an ninh trật tự cho công dân yên tâm. Theo quy định mới của Bộ Công an, thẻ căn cước công dân sử dụng chip điện tử có nhiều ưu điểm hơn so với mã vạch. Thẻ này độ bảo mật cao hơn, có thể lưu trữ được nhiều trường thông tin hơn.